Kính thưa quý vị, một nữ sinh Việt Nam được UNICEF chọn làm đại diện trong chương trình trẻ em khuyết tật được tổ chức tại Đà Nẵng. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF chọn nữ sinh Nguyễn Phương Anh là một trong những gương mặt điển hình của trẻ khuyết tật toàn cầu. UNICEF cũng chọn Đà Nẵng sẽ là nơi công bố báo cáo đầu tiên về trẻ khuyết tật trên toàn thế giới vào ngày 30 tháng 5. Phương Anh, 16 tuổi, nữ sinh lớp 11 của trường Việt Đức ở Hà Nội, đã được nhiều người Việt Nam biết đến khi cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam. Cô mắc bệnh xương thủy tinh và đã bị gãy xương ít nhất 30 lần. Phương Anh không thể sử dụng hai chân và phải ngồi xe lăn. Trong một video nói bằng tiếng Anh được UNICEF công bố, cô Phương Anh đã giải thích rằng cô lấy tên tiếng Anh của mình là Crystal vì cô muốn mọi người coi cô là một cô gái mong manh về thể chất nhưng rất khó bị khuất phục về tinh thần. Chiều ngày 30 tháng 5, Phương Anh đã có bài chia sẻ bằng tiếng Anh lưu loát cùng hàng trăm bạn trẻ khuyết tật khác trong chương trình công bố báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2013 của UNICEF tại Đà Nẵng. Phương Anh tâm sự rằng rất vui và hãnh diện khi được UNICEF chọn làm đại diện phát biểu trong chương trình về trẻ em khuyết tật. Cô nữ sinh mong muốn chính sự khuyết tật của mình sẽ tạo nên sự khác biệt, thu hút cộng đồng để đòi bình đẳng cho người khuyết tật. Phương Anh cũng nói rằng cô rất biết ơn đối với tình thương và sự hỗ trợ của gia đình, điều mà không phải tất cả các trẻ em khuyết tật đều có được. Gia đình Phương Anh cũng là một gia đình khá giả. Liên Hiệp Quốc ước tính Việt Nam có khoảng 1,3 triệu trẻ em khuyết tật, nhưng cũng nói con số thực tế có thể cao hơn. UNICEF đang hỗ trợ 3 trung tâm trợ giúp trẻ khuyết tật ở Đà Nẵng nhằm giúp các em có nghị lực sống và học các kỹ năng về sống độc lập. Cũng theo khảo sát của UNICEF thì có 30% trẻ khuyết tật được thật sự hỗ trợ ở một hình thức nào đó từ nhà nước Việt Nam. Now people would still come up to me, people with disabilities or not. They would come up to me and say that I inspire them. And that's like my biggest goal in life. So what could be more amazing than that? I am dying.